Dạ em chào anh. Anh có thể giới thiệu anh tên là gì? Em tên Nguyễn Nhân Được. Anh Được. Dạ. Anh Được là quê quán ở đâu đây? Ở An Giang. An Giang. Hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp anh gì đây? Tìm con. Tìm con. Con của anh họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Anh Thư. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi? 6 tháng 7 2007. 17 tuổi. 2007. Dạ. Bé là bé bỏ đi lâu chưa? Hồi chiều hôm qua. Vậy là ngày 26. Dạ. Lý do gì bé bỏ nhà đi? Thì vợ chồng em la nó thì nó cũng giấc trưa về ăn đi mần về ăn cơm cũng bình thường, cha con cũng giỡn chiều lại đi. Nhưng mà mình la là la cái chuyện gì đây? Thì cũng như là nó quen thằng kia, như mình nói nó trong chợ đó đó, nguyên cái nhóm nó ba đứa mình không thích cho nó chơi với nhau vậy đó. Dạ. Cũng lôi nhoi không vậy đó mà nó giận mình nó đi. Mình có bạt tai nào không? Không, quánh con gạt nào. Vậy là chỉ có la. La nhưng mà mình có la cả xóm trọ biết không? Không, đóng cửa đại la con thôi chứ không có ở dựng hai cái bên còn không nghe, không biết gì hết, không ai biết hết. Hiện tại là gia đình nhà mình đang lập nghiệp ở tỉnh nào đây? Ở Bình Dương mà ở bên An Phú 17. Ở An Phú hả? À? Dạ. Anh được mấy người con? Ba người con. Bé này là con thứ mấy đây? Thứ hai. Là bé lớn đó hả? Dạ. Bé hiện tại là đang làm công việc gì? Làm công ty gỗ Đại Phát. Làm được lâu chưa anh trai? Làm được 4 tháng. Bé nhà mình là học hết lớp mấy đây? Học nửa lớp 9. Ồ, lý do sao nghỉ sớm vậy anh? Tại con không muốn học nữa. Mình cũng kêu học mà nó con không chịu học. Vậy là con mới đi làm đây thôi. Dạ. Đúng không ạ? Từ đầu năm tới giờ chứ mấy. Con nhà mình tính tình như thế nào, anh có dễ nghe dễ bảo không, có ngoan không? Ngoan lắm. Ngoan lắm đúng không ạ? Rất ngoan. Dạ. Em nói có người rủ ghê con em đi mới đi thôi chứ nào giờ không bao giờ chạy. Con nhà mình làm công ty gỗ là sáng đi chiều về hay là phải tăng ca đến tối? Con em thì nó mà giấc trưa nó về tới 11 giờ rưỡi là nó về nó ăn cơm xong rồi 12 giờ rưỡi vô làm lại tới 9 giờ đêm nó mới về nhà. 9 giờ đêm là tăng ca đúng dạ. Không ạ? Nhà mình có ai làm cùng công ty với con không? Có mẹ nó. Hai mẹ con làm chung xưởng dạ, luôn hả? Chung xưởng nhưng mà khác cái tổ, khác đội á. Khác khâu đúng không? Dạ. Còn anh trai làm công việc gì? Em làm công ty cắt điện ở bên bển. Là gia đình nhà mình là vẫn ăn cơm chung với nhau chứ ăn đúng cơm không? Cơm chung hồi trưa ngày hôm qua. Thường thường là con có hay tăng ca không anh? Tăng ca, nó tăng ca suốt, nó không có nghỉ. Có bao giờ con than thở với mình rằng là công việc mệt nhọc quá, làm quá sức của con không? Thì ăn thở mệt thì em cũng kêu con ơi mệt thì nghỉ, mần ăn chứ không có mần chết. Vậy là bé có than hả? Dạ. Bé có muốn tìm những cái công việc khác để làm không? Nó không chịu làm chỗ khác, nó nói làm chỗ này con đứng máy này kia quen à? Nó khỏe, nó quen rồi cho con đi chỗ khác, sợ mần cực hơn. Tiền bạc là bé có đưa hết cho gia đình mình không? Đưa hết, không còn không có, mình xin lợi thôi. Mình có cho con tiền đủ xài không? Có, tháng nào cũng cho. Mà con nhiều khi nó không lấy. Không lấy à? Tại vì em còn đứa con nhỏ nó nuôi tiếp, nó mà nó phụ tiếp, bạn nuôi đứa con nhỏ của em. Nó còn đứa em mới có 2 tuổi thôi. 2 tuổi? Dạ. Ô mình để lâu vậy? Bé này 17 tuổi hả? Bé này 17 tuổi, đứa thứ ba là 13 tuổi. À, 13 rồi đến 2 ha. Vậy là con nhà mình ở nhà chắc thường xuyên bấm điện thoại lắm đúng không anh? Đúng rồi. Thường xuyên lên các trang mạng xã hội đúng không? Dạ. Yeah. Có bao giờ anh nghe được hoặc biết được con nhà mình nhắn tin gọi điện với ai đó trên mạng xã hội không? Mình không có quan tâm tới con, cũng như là ôi trời đất ơi, cái sự riêng tư của con mình không có xen vô. Ừ. Bây giờ mới đổ vỡ chuyện này nè. Riêng tư đó, em cảnh báo rất nhiều rồi đó. Em đã cảnh báo rất nhiều trên video rồi, hầu như video nào tìm người thân tìm con em cũng cảnh báo rồi. Em nói với anh, con em ngoan. Ngoan không? Ngoan. Ngoan lắm hả? Dạ. Yeah. Ngoan sao bỏ nhà đi? Tại vì bây giờ có người nói này nói kia thì con em mới đi thôi chứ không bao giờ bỏ con. Nếu mà ngoan thì tại sao bỏ nhà đi? Đó. Em đã cảnh báo rất nhiều rồi, các bậc phụ huynh cứ nói lý do là quyền riêng tư của con. Nếu mà con 18 tuổi, đủ hiểu biết trưởng thành rồi thì lại khác. Còn con nhà mình còn nhỏ tuổi mà. Mình phải quan tâm con, mình biết con làm gì như thế nào để mình giúp con, mình cảnh giác cho con tránh né chứ. Em sợ mình quan tâm con quá, con nó mình
khó chịu hả? Nó, dạ. Gò bó hả? Dạ. Cũng rồi khổ mình hả? Dạ. Cũng khổ thật đấy chứ. Giờ con có cái bây như giờ mình xem vô chuyện riêng tư của nó rồi nó mình ép buộc nó, gò bó nó quá. Con cái bây giờ là thật sự nhiều đứa nó cứng đầu lắm, nó đâu nghe cha mẹ đâu, người ngoài nói phát là nó nghe là gì nè. Vậy là con nhà mình quen cũng chơi với cái thanh niên ở gần phòng trọ lâu chưa? Con gái không à? Con gái không hả? Dạ. Chứ lúc thế anh nói vừa quen với thanh niên nào? Thanh niên đó là sự dự định là tới Tết này là về làm đám cưới cho con. Ôi trời đất ơi. Là tất nhiên là em đã với người lớn rồi, đã hợp đồng rồi, đã nói chuyện với nhau hết rồi. Cái gì mà đám cưới hợp đồng? Không có, cũng như là con á, nó thương thằng đó, tự nó thương chứ không phải là mình ép. Hợp đồng là sao? Cũng như là người lớn với nhau nói chuyện á, mình nói chuyện thỏa thuận với nhau hết, lặng làm đám cho con chứ không phải là hợp đồng gì hết. Tức là hai bên gia đình người dạ, lớn gặp mặt với nhau gặp hết. Mặt ra mắt bàn bạc dạ, để mình lên kế hoạch dạ, tổ chức đám cưới, chứ anh nói hợp đồng với lại thỏa thuận là cô chú chị lại hiểu sang ý khác đấy. Dạ. Cái đó là giống kiểu mình bán con hoặc mình ép buộc con như đấy. Là mình đã người lớn với nhau, mình đã nói chuyện với nhau, đã tính chuyện cho hai đứa con thôi. Vậy là thanh niên kia là quen con gái nhà mình lâu chưa? Được cũng 3 tháng. 3 tháng là mình ra mắt rồi ấy hả? Dạ. Tại vì con nó thương rồi mình, bên kia con bên hàng kia thì nó kêu mẹ nó qua, kêu chị qua, rồi mình đây mình cũng thấy con mình thương quá chịu không nổi, mình cũng chấp nhận. Ôi trời mà ơi. Lúc đầu á em đã nói rồi, nó con là con còn nhỏ lắm, con đi chơi đi, đi chơi thời gian đi hả, con có chồng cũng chưa có muộn. Nói thôi cha ơi, thấy anh này anh hiền quá, con chịu anh này. Hiền là sao? Hiền á. À hiền, có đẹp trai không? Cũng được lắm. Là mình biết lâu chưa? Mình cũng biết, mình cũng chung công ty với mình luôn. Làm với anh hay làm với? Làm với em luôn. Anh làm ai đúng không? Không. Anh giới thiệu. Không có giới thiệu luôn. Hai đứa tự xin điện thoại. Chứ nếu mà làm chung với anh sao con gái anh biết được? Hồi lúc trước á là có cái ông anh ở kế bên trọ là quen với thằng đó, quen với ông anh. Ông anh đó là tới lui chơi rồi con gái mình mới gặp. À. Rồi hai đứa mới xin số điện thoại với nhau làm quen. Chứ trước mình kia... không ép buộc con đâu. Trước kia là anh có biết thanh niên này không? Không. Làm chung nhưng không biết hả? Em mới lên mới có 4 tháng. Ừ. Mà bên đây được có 3 tháng thôi. À. Là chính con đó, thằng đó nó xin em qua cho em làm mình đó, chung với nó. Là thanh niên đó là xin cho anh. Dạ. Gọi là bố vợ tương lai. Dạ. Đúng nhưng chưa? Nhưng mà lúc đầu là nó chưa kêu bằng bố trai gì hết, nó kêu bằng bác thôi. Nhưng mà em hỏi này, là cái lúc mà thanh niên đã quen con gái nhà mình rồi và mình biết được cái thanh niên đã quen con gái nhà mình rồi thì thanh niên kia mới xin việc cho anh làm đúng không? Dạ. Đúng không? Hay là xin trước? Bên đó nó tuyển người rồi con nó mới cho hay. Nó mới cho em hay là xin qua đây làm với nó, chung tổ với nó. Vậy là bây giờ con gái mình đi theo thanh niên đó hả? Không, còn ở nhà nó khóc cũng xỉu ở nhà. À, tức là con gái mình bỏ đi thôi. Con gái mình bỏ đi theo một đứa con gái khác. Mà không biết, mình không biết ở đó mình. Trời đất thôi. Ơi. Vậy là mới quen 3 tháng là hai gia đình gặp mặt rồi. Yeah. Con gái nhà mình về sinh anh hả? Sinh lắm. Sinh bắp. Nó làm gái. Không, ý em nói là con gái nhà mình á là về xin ý kiến của ba mẹ hả? Dạ. Yeah. Bé nói sao? Em nói là ba ơi, con giờ con thương anh này. Con nói nè, thôi con còn nhỏ lắm nghe, để đi chơi thời gian đi. Rồi ba về ba gả con cũng được. Hay là 1-2 năm nữa đi. Nói thôi đi ba, anh này anh hiền quá à, con thương lắm. Thằng kia nó lo hết tất cả cho nó luôn. Ừ. Thanh niên kia nhiều tuổi chưa? Nó 25 tuổi. 25? Dạ. Con gái nhà mình mới lớn 17 mà. Dạ. Nghe cái bài hát là năm 17 tuổi em đi lấy chồng ấy. Dạ. Trẻ đẹp như thế này mà. Em nói với anh thương dữ không? Thương dữ lắm, nhỏ này thương dữ lắm. Mà cỡ 10 ngày nay là con em đổi tánh. Lý do? Em không biết lý do. Hai đứa có cãi vã không? Không, thằng kia nó hiền khô mà. Sao hôm nay anh về đây mà anh không kêu thanh niên kia lên đây? Nó kẹt đi với mẹ. Ừ. Nó bên... đi kiếm với mẹ nó đó ở nhà. Bây giờ khóc dữ lắm hả? Dạ. Khóc cũng xỉu luôn anh ơi, đêm hôm tới 2 giờ sáng còn đi kiếm. Là anh có chịu không? Anh có chịu chẳng dễ vậy không? Không, em chịu. Em chịu hôm đó. Tính nét ok hả? Dạ. Nhưng mà sớm quá nhờ. Thì đúng lúc anh. Đầu em đã nói với con em rồi. Đúng rồi. Sớm quá. Con gái mà có cả 10 ngày nay đã ở đây là nó con em đổi tính. Đổi tính là theo như anh nghĩ là có người thứ ba tác động vào hả? Dạ. Anh có hỏi hai đứa là có chuyện gì xảy ra không? Không. Có cãi vã nhau không? Không, thằng kia nó chịu dữ lắm. Chịu không? Thanh niên kia là quê đâu? Quê ở An Giang, Kiên Giang. Kiên Giang, dạ. Kiên Giang, An Giang cũng gần nhau. Dạ. Cùng miền Tây.
mình cùng với lại là dễ hiểu hơn ha. Nó rất là ngoan, Ok, thằng đó cũng anh ngoan, chấm là được mấy điểm? 10 điểm luôn. Đúng rồi, có Thật hôm sự nay là con bố vợ tương lai mà lên như thế này thì ông con kia là ở nhà là chắc chắn là cỡ nào cỡ phải đi tìm bằng được vợ tương lai về. quá anh ơi, thấy tội quá. Vậy là con gái nhà mình là 10 ngày nay là đổi tính nết. Nhưng mà nó nhắn tin nhiều lắm mà mình không có ghé xem những chuyện riêng tư của Có con phải đâu. như mình có hỏi cái cậu con rể tương lai kia là có phải nhắn cho cậu kia không? Có nhắn nhưng mà nó ít thôi, còn cái khoảng 9 giờ đảo về cỡ 11 12 giờ là nó không có nhắn cho thằng này. Nhắn cho người khác mà chưa biết người đó là cha hay là gái. Tác động vô con em mới bỏ đi. Thường thường đi làm là cậu thanh niên kia chở con gái mình đi hay là tự đi? Từ hồi lúc mà nó quen với mấy đứa giống nhóc ở chợ là nó đi đâu bộ không à, hồi lúc trước á, là con em là nó chở đi không, chở đi mằng không à, nó Mấy đứa nhóc nhóc là gái gái hả? gái không à, Cùng bằng làm tuổi xưởng gỗ luôn. bằng tuổi với nó, làm chung công ty với nó có 10 ngày nay đảo ra đây Có khi nào con gái nhà mình chơi mạng xã hội lại quen cái thanh niên khác không? không, Hay bị thanh niên nào dụ nữa không? không bao giờ. Em con em biết, em hỏi mấy lần con là con có quen ai không, đặng ba biết ba tính, đặng ba nói kia, nói không, con quen Không. không ên, con ên anh Khá thôi, là cái thằng Tên em chấm, Khá à? em chấm đó em Khá chấm đúng không? Anh em Khá. chấm đó là thằng rể của em đó. Chấm 10 điểm là đẳng cấp rồi, VIP pro rồi. Là mình dự tính là bao giờ mình làm đám cưới? Tính qua Tết làm đám cưới cho con, lên đây cho nó làm, nó kiếm vốn nó về, đặng nó có một mớ vốn là nó làm ăn. Vậy là chưa kịp cưới, chưa kịp làm đám hỏi là con lại bỏ đi thế này. Thì dự định là 2 tháng 9 này em về em làm đám hỏi. Tháng 9. Dạ 2 tháng 9 này nè, em về em làm đám hỏi cho con. Tức là cái chuyện em hỏi nghiêm túc này, cái chuyện tình cảm này của bé là do bé quyết định và bé chọn lựa. Đúng. Gia đình không có tác động làm mai mối gì Không, đúng không? không, không. Nó tự quyết định luôn. Và cái chuyện đám cưới cũng như đám hỏi là do bé hai đứa ý kiến lên xin phép ba mẹ chứ gia đình nhà mình không có tác động gì tới đúng không? Không. Anh nói phải đúng nha, tại vì để nói đúng anh em mới có cách có hướng để giúp anh tìm con được. Em không bao giờ tác động gì hết. Lúc hồi lúc từ lúc đầu con quen cũng vẫn là nó, hai đứa nó quen với nhau thôi, chứ còn đây em hồi lúc con quen á là mới có tháng tháng mấy à, lên đây được tháng mấy thôi, rồi con á nó mới quen với thằng này, mà lúc đó nó còn cũng như là nó chưa có dám vô trọ ngồi nói chuyện đó, nó cũng ngồi ở ngoài trước cửa thôi, mình cũng như là mình tưởng nó con mình là bạn bè thôi, không ngờ nó yêu nhau rồi bắt đầu bây giờ cái nó bẻ kèo. Để kèo quay xe rồi. Quả này Nó là bỏ quay em xe đi, rồi. nó đi là rất là nó đi nó vui lắm, nhưng mà em ở nhà em buồn, Con gái của anh đi là mang theo những thứ gì đi? nó còn mang vàng, Nhiều không anh? nó cộng dây tai của nó 2 chỉ chứ chứ chưa là cộng dây chuyền của nó khoảng 1 chỉ 2, Ủa sao mang lắm vàng thế? tại mình thấy trong công ty có người ta có đéo Trời đất ơi, vàng nhiều vậy hả? Có tiền bạc gì không? nó lấy với 100.000 thôi, Có quần áo không? không luôn, mặc đồ đi làm Đi làm là đi mất tích luôn. luôn. Mình gọi cho con bây giờ là không được hả? Không, nó chặn máy em hết trơn, nó không gọi được. Trời đất ơi, vậy là ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua. Em đi bằng công ty á, rồi con em á, nhỏ 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 ở nhà nhỏ lớn nó về là nhỏ đó đó, nó về rồi còn nhỏ nhỏ ba thứ ba của em nó hỏi chị hai sao về hôm nay sớm vậy, nói chị mệt quá à, chị vô lấy tiền cho mua thuốc uống là mất đi đi luôn. Đi luôn. Bây giờ anh đang lo sợ điều gì nhất đây? Em sợ con em còn nhỏ, người ta dụ đi bán ở Campuchia với ở Trung Hàn ở Trung Quốc à. Chứ không phải em biết chỗ con em ở, em dẫn cho ở, em đi về quê em không có ở đây, con em tự quyết định thì cho nó đi, mà em biết không biết chỗ anh, thì bây giờ em không biết chỗ. Vậy hôm qua này mình đi tìm lang bang khắp khắp nơi rồi, khắp Dạ Bình Dương rồi đúng không? Mình hỏi thăm những người bạn đó chưa? Hỏi thăm mấy đứa nhóc nhóc chưa? hỏi rồi Mấy đứa nó có chia sẻ gì nó không không? biết, Bạn bè bên ngoài nó có nhiều không? Bé này nè. lên đây con em nó quen 1 2 người à. Gái không hả? Dạ Trời đất ơi. Anh hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con. Hy vọng con anh xem được video này. Đang ở đâu đó hoặc gặp cái sự cố chuyện gì thì sớm liên hệ về để cho anh có cách có hướng để giúp con anh trở về. ơi, cha mong muốn con về, cha con thấy, cha thấy con còn nhỏ lắm, con đi mà lỡ bạn bè con ví dụ bán con qua bên Campuchia thì rồi đời con tàn nữa nha con.
Anh cầm tấm hình thẳng ra đi, đừng bẻ vậy nó gãy. Nói đi anh, tâm con sự. hết rồi đó. Bán đi là rồi, cha hết, cha cứu con giờ được, giờ cũng con cũng con đời con tàn luôn rồi, bán Trung Quốc con cũng chết, mà trong mua chi con cũng chết rồi thôi. Anh có thể chia sẻ lại là cái lý do hôm bữa là anh chị la bé là vì điều gì? Thì cũng như hai đứa nó lục đục với nhau, cũng như là thằng kia nó giận thằng kia vậy đó, rồi em mới la nó thôi. Anh để thấp cho mình xuống một xíu. Tức là hai đứa lục đục lâu chưa anh? Tháng 10 bữa nay trở lại đây Thì thôi. đó, thì em hỏi rồi, lúc nãy em nói với anh rồi, em bảo hai đứa có chuyện gì không, anh nói không. Cũng như là nó chơi với bên kia rồi thấy cái tình cảm của con nó không còn như xưa với thằng kia nữa, cả 10 bữa nay nó đây thôi. Để em có thể chia sẻ để cho anh hiểu thêm một chút ha. Thứ nhất, con gái nhà mình 17 tuổi, đúng không ạ? Chưa đủ tuổi trưởng thành. Suy nghĩ, có thể cái thời điểm mà hai đứa yêu nhau là suy nghĩ là phải lòng nhau, chẳng hạn vậy, hoặc một vì lý do nào đấy. Nhưng mà tới cái thời điểm hiện tại thì con nhà mình thì càng ngày càng thời gian thì mình con nhà mình càng thêm tuổi, thêm kinh nghiệm hoặc là hiểu biết thêm, thì có thể là xảy ra một cái vấn đề gì đó con nhà mình suy nghĩ lại chẳng hạn. Nên mà em mong rằng là cái chuyện tình cảm của con để con tự quyết định, bé còn rất nhỏ, 17 tuổi mà cưới gì đây. Con về đi, con không chịu rồi, cha hồi cha nói với bên kia cha không có chấp nhận cứ gả con nữa chứ. Cái tình cảm của con và cái tình yêu của con, đặc biệt là cái hôn nhân hạnh phúc của con, phải để cho con tự quyết định. Không riêng gì anh chị, rất nhiều các bậc phụ huynh hiện nay đang tham gia tác động tới hôn nhân của rất nhiều đứa trẻ. Bởi vì là hôn nhân hạnh phúc của các con, làm ơn đi, để cho các con tự lựa chọn, sướng thì nó hưởng, khổ thì nó chịu. Mình đâu có ăn đời ở kiếp Cái với này nó là đâu. con quyết định anh chứ em đâu có can thiệp vô chuyện của nó đâu. Nên mà kể cả bây giờ cũng vậy. Ví dụ hai đứa thật lòng thương nhau mà xác định kết duyên thành vợ chồng thì phải để đủ tuổi là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là phải cho hai đứa tìm hiểu chín chắn đi đã, bởi vì cái hôn nhân hạnh phúc cả đời mà đâu phải về sống dăm bữa nửa tháng cái là cự cãi cái là bỏ nhau đâu, đúng Thôi không? đi, bây giờ cha nói với con vậy đó, con về đi. Chọn của mình đó, con về đi rồi con không chịu thì cha điện dưới cha nói với chị dưới, cha nói giờ con không chịu nữa thì cha cho con mình về quê sống. Mình nhận sính lễ gì bên kia chưa? Chưa, mới chỉ là gặp mặt với nhau thôi, Ừ, đang ăn bữa dự cơm định thân mật thôi đúng không? dự định ngày thôi chứ chưa có gì hết. Chưa có nhận sính lễ đúng không? Thôi bây giờ em nói như vậy á, bây giờ cái hạnh phúc của con để con tự lựa chọn đi. Cái Còn này lần con quyết định nha Thư, đã đời cái con bẻ cổ cha. còn cái Con này quen, con quen cho đã đi rồi con bỏ cổ bẻ cổ cha con đi bỏ cha luôn. còn cái này bé nhà mình đi thì chưa biết là lý do nguyên nhân như thế nào. Sợ rằng bé chơi các trang mạng xã hội rồi bị những cái người xấu, đối tượng xấu người ta dụ dỗ, người ta Dạ, tác động em đi. sợ có gì đó. Mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Em bao rồi anh. Báo rồi đúng không? Dạ. Hy vọng con gái xem được video này, thấy ba của con về đây. Mẹ con bây giờ xỉu Tới giờ phút này mà ba đang khóc nức nở rồi này, một người ba này, một người đàn ông, một người trụ cột trong gia đình mà khóc vì con là con hiểu như thế nào? Là con hiểu được rằng cái tình cảm của cha là thương con như thế nào cha, rồi. lỡ dặn cha la con vậy cho cha xin lỗi con đi con về đi thôi, cha còn con nhỏ lắm con lỡ mà người ta dụ con bán đi trong cô chia rồi để thử đời con hết rồi Khổ quá khổ. Con gái xem được video này đang ở đâu đó, hãy sớm quay trở về với ba mẹ, với em của con đi. em con bây giờ con gan nó bệnh lắm rồi Thư ơi, con về đi cha thu xếp cho về quê chứ cả không ở đây đâu con. Về hả? Là mình quyết định con về là mình về quê Dạ ha. về quê của cháu, cháu con ơi. Khổ quá. Con gái thương cha thương mẹ thì con về Mẹ đi. con bây giờ xỉu rồi đi hết nổi rồi. Chị đi truyền nước luôn rồi hả? Dạ Trời đất ơi. Mẹ thì truyền nước, cha thì về đây khóc nghẹn. Còn cảnh nào đớn đau hơn ở đây mà các con không hiểu sao. Thật sự không biết bây giờ lớp trẻ sao không biết, mà hở cái là bỏ nhà đi. cha với mẹ la con không có khi nào chặt đâu con, mà con cái cha xin lỗi con đi con về Cha mà đi xin lỗi con thì thật sự cái điều đó là rất đau đớn rồi. Thật sự. không thôi thì con ở đâu mới cho cha biết chỗ đi, cha biết chỗ chứ lại tới đó cho dòm con cái rồi cha biết chỗ rồi cha đi về quê cha mằng cha nuôi em cũng được chứ giờ cha không biết con ở đâu hết trơn á. Anh bình tĩnh nha, cố gắng nha. Em hiểu được
Hiện tại cái cảm giác của anh là rất lo lắng cho con, không biết con mình bây giờ bên ngoài như thế nào, đúng không ạ? Sợ rằng là sập bẫy của những đối tượng xấu, đúng không ạ? Nhưng mà mong anh bình tĩnh, anh em sẽ cố gắng hết sức nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ gia đình nhà mình tìm được con gái về. Khi con gái về rồi thì em mong rằng là anh phải cố gắng lên. Thứ nhất là cái chuyện hôn nhân hạnh phúc của con để cho con tự quyết định, không tác động. Mình góp ý thôi chứ mình quyền quyết Em định. không có ấy đâu anh, Quyền quyết định phải không là quyết của định đứa con. con. Dạ đúng rồi, và đặc biệt rằng mình phải khuyên bé còn rất nhỏ 17 tuổi. Cái tuổi này là cái tuổi ăn tuổi chơi, tuổi thanh xuân. Lấy chồng thì từ từ hả lấy. Con gái 23, 24, 25 tuổi lấy chồng. Em nói Lúc với đó là con được em rồi. hoài không Còn nghe. bây giờ mình lấy chồng sớm quá làm gì? Khổ Em hôm lắm. bữa đó em có tức, em có chửi con, em có la con em là em kêu bằng con em bà nội thôi, chứ em hồi nào bây giờ em không có chửi con em một tiếng, quánh một cây luôn. Rồi. Dạ Em thưa cô. giận quá giận em kêu bằng bà nội thôi, Dạ. Dạ là thưa con cô. em giận em nói bỏ nó đi rồi. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, Với cũng cha như với là con tìm kiếm được bé, giúp bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại cha gia đình. về nhà, cha về cha quay về nhà trọ đi, rồi cha đi về quê cha dọn đồ hết rồi. Hôm nay thì anh về đây thật sự nhờ anh em. Cái câu chuyện tìm con thật sự rất là nghẹn ngào, rất đắng lòng. Thì anh có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Đồng ý. Toàn bộ câu chuyện sự việc anh vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng. Nếu sai, Sao em chịu hoàn toàn trách nhiệm? em hỏi anh một lần cuối, anh có phải là ba ruột của bé không? Dạ phải. Em xin lỗi anh, tại vì sao em hỏi cái câu hỏi vô duyên như vậy, nhưng em vẫn phải hỏi. Tại Dạ. vì rất nhiều người cha dượng về đây không có nói đúng sự thật, Không. là cứ nói là cha ruột không à. Khi anh em tìm hiểu, bé liên lạc về với anh em đó là cha dượng, và cha dượng như ABC các kiểu nên bé mới bỏ đi. Nên em xin phép anh, nên em phải hỏi câu đó nhé. Dạ, em biết con em ruột, con ruột của em Dạ. Nguyễn Thị Anh Thư. Dạ. Cô chú anh chị cũng thông cảm dùm em nhé. Dạ rồi, cuối video chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con gái sớm quay trở về một ngày gần nhất, anh trai nhé. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em cảm ơn.